Nam đến chợ anh em ha. Hôm nay bên xưởng điện Khánh Xuyên em nhận được cái vỏ máy âm 8m7 anh em. Mới vừa về tới xưởng luôn. 8m7 dài 8m7 ngang 1m9. Lấy ngang 1m9 nha anh em. Đặt cái em đàn em của con khủng long. Comin 520 ngựa. Này là đặt máy âm anh em, vỏ này của cơ sở Vàng Nam. Bên em đang chuẩn bị cẩu lên để đặt vào anh em ơi. Anh lần ra luôn đi. Cẩu lên luôn. Đây 8m7 nè, của Vàng Nam nè. Lái rất lớn anh em. Kết hợp với em Cumin. Cumin 6 máy. Hộp số tăng tua 02. Vỏ này kết hợp với học ngang. Đây là cái hàng, đây cái học anh em. Để gốc đề nó nặng quá. Học này để đựng bình anh em. Học này để đựng hành lý rồi cũng rất là to ha. Hồi này là để hầm máy. Hầm thì rất là lớn. Cái này nếu trừ một ghế tài ra thì mình có thể ngồi đằng sau đấy, chắc cũng 8 đến 10 người anh em. Rất là lớn nha, rất là rộng lớn. Lấy em đôi dép em lên lấy cẩu thôi. Chim vô, chim cá chuối vô, chim cá chuối vô. Rồi, mày lên, nó không lên, mày kéo lên, lên chụp.
rồi 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 được, chừng cái tay đó nha. Từ từ tới đây, tới cái đây rồi. Cắt chuối ngang lại đi. Trời ơi, móc áo. Rồi cái cẩu nó vô, cái cẩu. Rồi cái cẩu anh hai, rồi cẩu á. Nó bị kẹt cái gì không gạt, bị kẹt á. Cái tay kìm mạnh vô. Cái vô đây. Rồi đút chuối vô đây xem. Hết đát rồi. Hạ luôn đi, móc hai cọng dây đi. Nó không tới rồi, lôi sao nổi.